Ấn Độ là quốc gia có tiềm lực trên nhiều lĩnh vực và là thị trường rộng lớn với hơn 1 tỷ dân. Trong khi đó, vùng Tây Nguyên của Việt Nam bao gồm 5 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông là vùng đất giàu tiềm năng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và khí hậu ôn hòa, mát mẻ. Riêng tỉnh Lâm Đồng hiện đã có nhiều sản phẩm được đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể như trà Blau, cà phê Di Linh, cà phê Arabica Lambiang, rau Đà Lạt, hoa Đà Lạt. Đó là cơ sở, là tiền đề quan trọng để phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với các ngành công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước. Thì các doanh nghiệp hai bên đã ký kết với một cái bản ghi nhớ rất là lớn, rất đa dạng sản phẩm và phong phú. Đó là thiết bị máy móc và đào tạo nguồn lực thì Ấn Độ hỗ trợ và hợp tác với chúng ta. Đồng thời chúng ta cung cấp lại toàn bộ sản phẩm về nông sản, đó là cà phê, về tơ lụa, về chè, về oxit nhôm và các sản phẩm về cái mắc-ca và cái sản phẩm về cái dược liệu. Và các đối tác của Ấn Độ rất mong muốn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, tại tỉnh Đồng, để cung cấp các thiết bị máy móc phục vụ về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chế biến nông sản. Nếu như các nhà máy chế biến nông sản của Ấn Độ mà phục vụ tại Lâm Đồng, hy vọng một cái rất lớn để tiêu thụ và chế biến nông sản Lâm Đồng. Theo đánh giá, Ấn Độ cung cấp một thị trường khổng lồ có thể so sánh với Trung Quốc cho Việt Nam đối với nhiều sản phẩm. Tầng lớp trung lưu lớn chiếm khoảng 30% dân số, với hơn 46 thành phố, với dân số mỗi thành phố hơn 1 triệu người. Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, có thế mạnh to lớn trong các lĩnh vực ô tô, dược phẩm, công nghệ sinh học, nông nghiệp, dệt may, hóa chất, ngân hàng, tài chính, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Tôi mong muốn mời các doanh nghiệp của cả hai bên trao đổi với nhau và tìm hiểu các mối quan tâm về kinh doanh và hợp tác. Tôi cũng mời các công ty nông sản của tỉnh Lâm Đồng sang Ấn Độ tìm hiểu đầu tư và kinh doanh với các đối tác Ấn Độ. Với sự thay đổi về địa chính trị và nhu cầu tiêu dùng từ châu Âu giảm, doanh nghiệp hai bên cần đẩy mạnh liên kết để cùng mở rộng phát triển. Tại không gian diễn ra chương trình kết nối giao thương, 40 doanh nghiệp Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến các doanh nghiệp Ấn Độ để tìm hiểu thông tin và tổ chức kết nối. Các sản phẩm mang đặc trưng của Lâm Đồng được đánh giá khá cao. Hội nghị cũng ghi nhận và chứng kiến các doanh nghiệp ký kết 45 biên bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc giữa doanh nghiệp hai bên. Sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và mua sản phẩm của người dân Ấn Độ là cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp Lâm Đồng. Họ đặc biệt quan tâm tới các dòng trà. Và khi tôi nói rằng những dòng trà này được thu hoạch và được trồng tự nhiên hoặc là được hái từ trong rừng thì họ cực kỳ là quan tâm, và trong đó có 3 doanh nghiệp đã quan tâm đến dòng sản phẩm của Hana. Và sản phẩm thứ hai nữa là họ cũng chia sẻ rằng là Ấn Độ bây giờ đang chuyển dịch về cái việc ăn uống theo cái hướng tốt cho sức khỏe rất là nhiều. Nên khi mà tôi kể về cái câu chuyện sản phẩm sốt của mình là salad và sốt nước chấm làm từ được những cái nguyên vật liệu tự nhiên từ canh tác hoàn toàn theo hướng hữu cơ của Đà Lạt Lâm Đồng thì họ rất là quan tâm. Và họ có đang có mong muốn nhu cầu được trải nghiệm cái sản phẩm này thêm để đưa cái sản phẩm này về thị trường Ấn Độ. Việc tiếp cận và mở rộng một thị trường tiềm năng mới sẽ góp phần gia tăng cơ hội đưa hàng hóa Lâm Đồng đến được nhiều quốc gia hơn, tránh phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Tuy nhiên, với xu thế phát triển, Ấn Độ cũng là thị trường khó tính với nhiều đặc thù riêng mà doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ thông tin thị trường cũng như tìm hiểu rõ thông tin đối tác thông qua cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế các rủi ro lừa đảo trong thương mại.